lấy động vật ăn chay để bảo vệ trái đất. A Di Đà Phật. Kệ 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 kêu đưa kệ kệ kêu đưa kệ cái nước kệ cho bà con kệ đúng rồi. Chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì hôm nay tiếp tục chương trình thiện nguyện đi phát cơm cho những người vô gia cư, những người lớn tuổi, những người già neo đơn. Thì cách đây một ngày thì Thi Lê có nhận được 100 đô, 100 USD của cô Bích Thị Lưu có gửi về cho Thi Lê với lời nhắn gửi là tiền này là của cô Amidan, Amidan. Thì hiện tại thì tình hình sức khỏe của cô Amidan đang nằm trong bệnh viện. Thì cô Amidan muốn gửi về 100 USD này thì để mà ủng hộ quán cơm chay của Thi Lê là thứ nhất, vừa giúp được những con bé chó nó có một cái miếng ăn, và cái công việc thứ hai là giúp những hoàn cảnh vô gia cư được miếng ăn, được miếng nước mỗi đêm. Thì Thi Lê cũng hồi hướng cái công đức này, hồi hướng cầu nguyện cho cô Amidan được sức khỏe nó được dồi dào và tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu tan bệnh tật để mà mau sớm về nhà. Mình nhận được một hộp cơm chay, hoặc một chai nước, hoặc một chai sữa,
thì mình hãy niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, ăn chay để cứu lấy động vật, cơm chay nước suối nha bà con ơi, ăn chay để cứu lấy nhân loại, ăn chay không làm hại đến ai. Tất cả chúng ta đều có được rồi, được rồi, được. Tất cả mọi người cùng anh chị khi mà mình nhận được một cơm chay, ăn chay là A Di Đà Phật. Kệ 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 kệ
Trời ơi, không cho phát luôn cả nhà ơi. Cùng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, ăn chay để không lấy độc vật, ăn chay để bảo vệ trái đất. Trời ơi, A Di Đà Phật. Ăn chay không làm hại đến ai. Tất cả chúng ta đều có quyền được sống, đều có quyền được sống. A Di Đà Phật. Này Dũng. Rồi rồi, để cho mọi người phát nè. Mỗi người một chai thôi cô ơi, cô ơi. Cô chừa cho những người khác nữa. Nè chị kia chỉ ôm một lần kìa, chỉ làm 4 chai rồi thấy chưa? Ăn chay để bảo vệ trái đất. Ăn chay để bảo vệ trái đất. Rồi. Rồi xong chưa? Đây. Cơm chay. Ăn chay đi. Cho có phước. Tất cả chúng sanh đều có quyền được sống. Tất cả quý bà con chú anh chị, khi mà mình nhận được một cơm chay, mặc một chai nước, mặc một chai sữa, thì mình sẽ niệm một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ăn chay để lấy nhân loại. Ăn chay để khi mà mình nhận được một cơm chay. Cơm chay có ai ăn không cô chú ơi? Cơm chay. Cơm chay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi. Để cho bà. Cho bà xin Phật kìa Dũng. Ăn chay để cứu lấy nhân loại. Ăn chay không làm hại đến ai. Tất cả những thứ còn cơm chay, cơm chay nước, cơm chay sữa. Thì mình hãy tìm một con Phật hiệu: A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Mấy hộp vậy? Dạ hai mẹ con hai thùng. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi. Ăn chay để cứu lấy động vật. Ăn chay để bảo vệ trái đất. Ăn chay để cứu lấy. Nhớ niệm Phật nha. A Di Đà Phật. Tất cả chúng sanh có quyền được sống. Đều có quyền được sống. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con trai luôn. A Di Đà Phật. Dạ.
Di Đà Phật.